con nói cùng Ngài: Chúa ơi, vì sao thanh xa con thật nặng? Con đau đớn vô cùng, Chúa ơi đội con bờ vai sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhìn con, Ngài nói với con rằng: Đây vườn thanh giá, nào trọn đi, ta cho phép mà. Mừng vui con cố gắng chọn lựa, đó cây thập giá nhỏ bé nhất trong cùng. Này con, thanh giá con vừa chọn, chính cây thập giá của con lúc đầu. Vì ta biết sức con yêu mềm, nên chọn cho con thập giá nhỏ bé nhất. Vậy nên cố gắng đi theo ta, Chúa yêu đàn con luôn ở bên hằng giữ gìn. Dù đường xa có bước như thế nào, hết con đường này nhà Chúa đang chờ con. Người hỡi, trên đường có bao nguy khó thì đã có Chúa luôn cho che. Ngài luôn nghe thấy bao phiền não heo úa, Ngài sẽ uy an luôn luôn nâng đỡ. Vì có Chúa luôn dìu bước dẫn lối, thì xin hãy tin tha mọi điều, tha thứ cho nhau, mến yêu nhau nhiều, được Chúa cha chúng. Chọn chính cây thập giá của con lúc đầu. Vì ta biết sức con yêu mềm, nên chọn cho con thập giá nhỏ bé nhất. Vậy nên cố gắng đi theo ta, Chúa yêu đàn con luôn ở bên hằng giữ gìn. Dù đường xa khó bước như thế nào, hết con đường này nhà Chúa đang chờ con. Người hỡi, trên đường có bao nguy khó thì đã có Chúa luôn cho che. Ngài luôn nghe thấy bao phiền não heo úa, Ngài sẽ uy an luôn luôn nâng đỡ. Vì có Chúa luôn dìu bước dẫn lối, thì xin hãy tin thắng mọi điều, tha thứ cho nhau, nên yêu nhau nhiều, được Chúa chúc lành. Người hỡi, trên đường có bao nguy khó thì đã có Chúa luôn cho che. Ngài luôn nghe thấy bao phiền não heo úa, Ngài sẽ uy an luôn luôn nâng đỡ. Niềm vui có Chúa luôn dìu bước dẫn lối, thì xin hãy chiến thắng mọi điều, tha thứ cho nhau, nên Chúa cha chúc lành.